Cái lô mai nhớt này nè các bạn, là hoành nhỏ nhất của nó là 12 cm, còn những cây lớn nhất là khoảng 20, 20, 22 gì đó. Đi đo dùm cái chiều cao lên, đo chiều cao chung chung vậy đi, kéo kéo xuống nè. Cái số đâu vậy? xuống dưới Đâu quay vào đây. một 1 mét. 1 mét đúng rồi hả? Có chiều cao trung bình là 1 mét đó các bạn. Mấy cây này là nó cũng có chân cành đầy đó. Để mình đi hết một vòng cho các bạn xem. 60 cây các bạn. Cái này mua về ghép hoặc là đợi tàn nó ra các bạn. Nếu ghép thì nhanh hơn, đẹp hơn. Cái lô mai này được trồng vô chậu khoảng 1 tháng rưỡi rồi các bạn, nó sống hết rồi, ra lá tươi hết rồi. Bạn nào coi được cái clip này muốn giao lưu một cái lô 60 cây này thì mình giao luôn 135.000 cây các bạn. Trăm ba mươi lăm ngàn là mình bán tại vườn nha, không không có bao ship. Rồi mình xin chào tất cả anh em. Nếu mà anh nào có nhu cầu về cây phôi mai thì nhớ đăng ký kênh mình để nhận những cái clip mới nha các bạn. Rồi, chào tất cả anh em.